Tập đoàn PepsiCo dự định sẽ đầu tư vào Ấn Độ 5,5 tỷ đô la trong vòng 7 năm tới nhằm mục tiêu mở rộng thị phần tại quốc gia đang mở cửa thu hút vốn FDI này. 5,5 tỷ đô la Mỹ mà PepsiCo đầu tư vào Ấn Độ sẽ rót vào các dự án sản xuất, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và sáng tạo. PepsiCo dự định tăng gấp đôi năng suất, mở rộng hệ thống bán hàng và phân phối, đặc biệt là khai thác tốt thị trường ngoại ô, nông thôn. PepsiCo sẽ rót một khoản đầu tư 33.000 crore vào Ấn Độ trong thời gian từ đây đến năm 2020, bấy nhiêu tương đương 5,5 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch của PepsiCo được công bố ngay sau khi tập đoàn Coca-Cola, nhà sản xuất nước uống đóng chai lớn nhất thế giới cho biết sẽ rót 5 tỷ đô la Mỹ vào Ấn Độ. Sự thịnh vượng của tầng lớp trung lưu cũng như sức tiêu thụ mạnh tại thị trường Ấn Độ là hai yếu tố hấp dẫn PepsiCo lẫn Coca-Cola. Màn chi tiền mạnh tay của hai tập đoàn này phần nào đáp lại được nỗ lực hồi phục niềm tin cho nhà đầu tư của chính phủ. Lý do mà chúng tôi chọn Ấn Độ để đầu tư là vì tin tưởng vào sự phục hồi của nền kinh tế nước này. PepsiCo cũng đang kinh doanh tốt tại Ấn Độ, giờ là lúc để mở rộng. PepsiCo vào Ấn Độ từ năm 1990, tập đoàn này hy vọng với khoản đầu tư mới sẽ tạo thêm 100.000 việc làm cho nước này.